quay bà chó chạy cái veo hoài. Con này nó không sợ chó. Rồi chạy đâu rồi? Coi tung ta tung tăng coi. Buổi chiều, chiều tà nhìn thích ha, yên bình. Này. Này cái ổ ong mật, ong này là ong ruồi, mật ong ruồi là thuộc dạng mật ong xịn á, ngon á. Này là ổ chim ri mà ảnh lót ổ này, hình như ảnh lót hồi lúc cái cây còn lá, sao giờ hết lá, nó rụng lá. Cái đứng từ xa nhìn thấy nguyên cục đen thù lù bự ơi bự, tưởng đâu cái ổ chim chim rồng rọc chứ. Mà chạy lại coi không phải, rồi luôn cái ổ ong luôn. Ổ ong này ảnh làm đây lâu lắm rồi, ảnh già rồi, ổ ong già rồi. À, cái phía dưới cuối cùng của ổ ong mọi người thấy không? Đó. Phía dưới cuối có đầu nhọn đó. Đó là nó làm chúa, nó làm mấy con ổ, mấy con ong chúa. Rồi xong cái ổ này già rồi, cái là nó làm ra chúa, cái nó chia quân. Quân đây nè, quân là mấy con bô quá trời quá đất. À, nó chia ra một ít theo con chú này, một ít theo con chú kia. À, xong rồi cái là làm ra nhiều ổ mới, thì một ổ này tách ra thì nó sẽ gầy lên 3-4 ổ nhỏ khác. Nó cứ vậy chia đàn. Cũng hiếm cảnh ổ chim làm xác vậy, lấy quay chơi. Ổ chim ri, ở đây cũng nhiều ổ lắm. Có ổ gì đi vô tình gặp thì tùm lum, nhưng mà cũng quên có cái ổ chim vàng nghệ đâu dưới kia mà đi ở dưới đám xu, đi cầu xu gặp. Chưa cho gà ăn xong nữa mà ngồi. Con ong ruồi nó cắn không đau lắm, nó sợ khói, nó chỉ cần có một chút khói là ảnh đóng cục lại liền. Đó cái cục mặt là cục phía trên cùng nhu nhu to to tròn tròn, nếu như mà cái ổ ong chưa già là cái nguyên cục mặt luôn, mình bắt mình lấy cục đó. Hồi này ổ này già sắp bỏ đi, với lại nó nắng á, đó coi nè, chưa nắng chói chang. Anh nắng anh chỉ trụ đó thôi, đợi cho cái quân ở trong cái bánh, cái quân ở trong cái bánh, ảnh chính giữa bánh, quân còn ở trong chính giữa bánh đó, nằm dưới mấy cái lớp ong nó phủ phủ này nè, nó đợi cho cái lứa quân này nó nở ra hết hoàn toàn là xong, nó bỏ ổ này nó đi kiếm cái địa điểm khác ok hơn. Nó là ai tiếp tục cho gà ăn thôi. À, chào mọi người ha.